Ngày 30 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang điều tra vụ việc nam thanh niên vụ trộm cắp tài sản của bạn gái mới quen tại rạp chiếu phim CGV Mebet Tây Sơn. Theo điều tra, ngày 9 tháng 10, Phạm Xuân Quyết, 24 tuổi, trú tại An Ngấp, Quỳnh Phụ, Thái Bình, rủ bạn gái mới quen đi xem phim tại rạp CGV Mebet Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội. Lợi dụng sơ hở của bạn gái, Quyết đã lấy trộm 7 triệu đồng tiền mặt và một chiếc nhẫn vàng trong túi xách. Sau khi bị mất trộm, nữ nạn nhân đã đến công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm trình báo. Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 10 tháng 10, Công an phường Trần Hưng Đạo đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Phạm Xuân Quyết và bàn giao hồ sơ cho Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện tại, Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định. Mong rằng qua sự việc lần này thì các bạn nữ cần nên chú ý hơn nha.